cbcgaming.com bán vàng, bán nick. Ngoài ra, shop còn có rất là nhiều dịch vụ cho anh em tham khảo. Nạp thẻ không trừ chiết khấu, hãy lên ngay shop cbcgaming.com để tham khảo ngay. Ok, hello, xin chào tất cả bạn và chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ nhá. Ngày hôm nay thì mình lại làm một cái clip trên kênh mới của mình anh em ạ. Thì nếu anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like, muốn đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận được video mới nhất từ mình nhá. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chắc là mình sẽ nói luôn vào cái vấn đề chính anh em ạ. Thì buổi sáng ngày hôm nay, à hình như là đêm hôm qua thì phải, có một bạn mà nhắn tin cho mình, bạn ấy đổi nick anh em ạ. Và bên mình thì không hỗ trợ đổi nick. Thế nhưng mà nó hơi lời quá, thế là mình lại đổi luôn anh em ạ. Ok. Thì bạn ấy đổi cái nick 29 tỷ này để lấy một cái nick sơ sinh các đại tử anh em ạ. Đó, anh em thấy được không? Đấy, được không anh em? Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem một tin nhắn nhá. Và hoàn toàn là video này là thực tế nhá. Nếu mà mình dựng lên thì mình coi như là mình là con chó luôn anh em ơi. Đó, mình phải bảo làm như vậy cho anh em cho nó chất lượng anh em ạ. Nhưng mình không có nói, anh em thấy không? Anh em thấy cái chữ BC Gaming này không? Mình bây giờ mình rất là tâm huyết với cả YouTube luôn. Thề luôn là mình không bao giờ. Mình hứa với anh em luôn là mình sẽ ra clip đều đặn cho anh em xem. Nhưng mà nó là vấn đề thời gian anh em ạ. Bởi vì năm nay là mình là năm cuối cấp rồi. Mình là năm cuối cấp anh em ạ. Năm cuối cấp và nó gọi là ở cuối cấp thì để mình nói chuyện với anh em một chút nha. Mình là năm cuối cấp ấy, thế nên là mình cũng ít thời gian lắm. Mình sợ là mình không ra được clip. Hoặc im để thôi, mình làm clip mà. Nói to đấy. Ok, quay trở lại nhá. Và nói chung là năm cuối của cấp 3 rồi, năm nay mình học 12 thì nó rất là ít thời gian. Nói chung là như thế, và làm clip thì mình sợ là ảnh hưởng đến việc học của mình ấy. Thế nên là mong anh em thông cảm nữa. Đó, phải như thế đó anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem cái bạn này, bạn Phạm Dũng này này, trên Facebook ấy. Nhưng mà bạn đấy là ngày xưa này, từ lâu lắm rồi anh em ơi, từ 2018 này. Bạn này ủng hộ mình từ lâu lắm rồi đấy. Đây này, bạn này từ lâu lắm rồi này, bạn này từ cái hồi mà mình chưa cả mở shop cơ, bạn ấy ủng hộ mình rồi. Đây, bây giờ hôm nay đâu nhở, đây anh ơi, tự nhiên hôm nay thì anh ơi này, cho em đổi nick trái đất 29 tỷ lấy nick sơ sinh đệ tử đi. Thì mình a còng gắt. Đấy, được không anh? Ok, nick em 29 tỷ à. Đúng rồi, đợi em tí, ok. Đây, à đây, mình đã ấy cho anh em xem luôn cái Gmail nó sẽ như thế nào nhá. Gmail ảo ấy, thì anh em sẽ lên check Gmail ở đây. Thì mình sẽ cho anh em xem cái check Gmail này. Từ từ để mình gửi lại đã. Ok, thì anh em vào đây check Gmail này, anh em check Gmail đã xóa vĩnh viễn chưa nhá. Nếu mà Gmail xóa vĩnh viễn rồi ấy, thì là cực kỳ là ảo luôn nhá các bạn nhá. Đấy, như thế này là ảo đây, mắc ảo luôn rồi. Ok, thì đây, mình đã đổi nick rồi. Và server 3 này, anh đang trông cháu này. Đấy, tí nữa clip. Ok, mình nhắn tin từ khoảng 9 giờ bao nhiêu ấy, đến tận lúc 10 giờ 11 giờ mới đổi được anh em ạ. Ok, tài khoản ảo rồi này, em lấy nick sơ sinh có đệ tử nào. Sau một hồi vòng vo thì mình cuối cùng thì mình cũng lấy được nick sơ sinh có đệ tử, mình gửi cho em nó rồi. Đây này, tài khoản mật khẩu này. Đó, ok. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong để mình review cho anh em cái nick nó sẽ như thế nào nhá. Hôm nay mình ốm vãi nồi anh em ạ, ốm vãi nồi luôn. Mong anh em mà bỏ ra bên đây nút like nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm cho anh em xem. Sau cho anh em xem review qua anh em ạ. Nó hơi ồn một tí. Ok, thì mình sẽ review cho anh em luôn nhá. Đây thì đây này, thủ cưới của VIP này, bông tai này. Đấy, có cải trang Android 13 này, cải trang này nữa. Rất nhiều cải trang anh em ạ, rất là cấp 1 này. Và ok, bây giờ mình sẽ review luôn cái kỹ năng nhá. 4 tỷ 9 tiềm năng này, mắc 3 dòng rồi anh em ạ. Dịch chuyển thời thì là 79%. Và skin đây, skin cũng khá ngon anh em nhở. Cấp 7 này, còn 3 cái cuối là cấp 6 thôi. Cũng được, đệ tử đây. Đệ tử thì 600 triệu. Atomic này, đồ có gì không? Không có gì anh em ạ. Mình vào trong dương đồ không có gì không nhá. Để mình vào trong dương đồ này. Cấp thật, cơ thể thần cấp 7 này. 24 ẩn danh này, cải trang Android 15 này. Và một vài cái đồ vớ vẩn này. Nick này cũng được anh em ạ. Nick này mình nếu mà giá mình bán ra chắc khoảng tầm dao động từ khoảng 300 đến 350 anh em ạ. Nick này mình chỉ bán tầm 300 đến 350 cạc Viettel thôi. Đấy,
Và nếu bạn em nào mà có nhu cầu mua nick thì cứ lên shop shopvcgaming.com để ủng hộ mình. Còn bán nick thì có liên hệ qua Zalo và Facebook, mình có để mô tả thôi. Đấy, cái link shop thì mình có để ở trên màn hình ấy. Anh em có thể nhấp vào đó và mua nhá. Chắc là clip mình cũng tạm dừng đây thôi anh em ạ. Đấy, nếu anh em thấy hay thì để lại một like và đăng ký kênh nhá. Bấm vào nút chuông nhá. Vị khách là kỳ lạ quá anh em ạ. Nick VIP không chơi thì chơi đi củi cơ. Ok. Bye anh em nhá.